Hân hạnh gặp lại khán giả trong bản tin bất động sản trên kênh Thiên Minh Holding ngày 9 tháng 5 năm 2022. Chương trình vẫn luôn đồng hành cùng quý khán giả với những tin tức thị trường địa ốc nóng bỏng và hấp dẫn với mong muốn mang đến trọn vẹn nhất về diễn biến thị trường cho quý khán giả. Như thường lệ, sau đây sẽ là phần điểm qua những tin chính. Khó xác định giá trị thực trong mua bán bất động sản, nhà đất tăng vì dân số vàng, những loại thuế, phí phải trả khi giao dịch bất động sản bạn nên biết. Căn hộ cho thuê qua thời hái ra tiền. Nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng nhà chưa số, phố chưa vỉa hè. Lotte Duty Free khai trương cửa hàng mới ở Sydney, Đà Nẵng, đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 200 triệu đô la Mỹ. Xen kẽ với đó là những tin tức cập nhật khác. Mở đầu là thông tin về 3 tháng đầu năm nay, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện rà soát hơn 60.000 tổ chức, cá nhân có hồ sơ chuyển nhượng bất động sản hai giá, giúp thu ngân sách hơn 320 tỷ đồng. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Thuế công bố. Lâu nay, tình trạng mua bán hai giá có nghĩa là giá mua thực tế và giá ghi trong hợp đồng mua bán có sự chênh lệch nhau. Việc rà soát tình trạng này đang gặp nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do khó xác định giá trị thực của bất động sản tại thời điểm mua bán. Trên thực tế, việc chênh lệch giữa bảng giá đất do nhà nước quy định và giá mua bán thật đang tạo ra nhiều lỗ hổng và gây khó khăn trong việc xác định giá khi giao dịch bất động sản. Theo quy định, đối với hoạt động kinh doanh mua bán, chuyển nhượng bất động sản, cá nhân phải nộp thuế thu nhập bằng 2% giá trị chuyển nhượng. Việc cơ quan thuế rà soát tình trạng mua bán nhà đất hai giá là cần thiết nhằm tránh thất thu ngân sách và tăng tính minh bạch trên thị trường. Tuy nhiên, việc xác định giá bán phải cao hơn giá ban đầu còn phụ thuộc vào từng trường hợp. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định: "Chúng ta xác định việc kê khai giá theo nhu cầu thị trường bình thường. Chúng ta chưa tính tới những trường hợp đặc thù. Trường hợp đặc thù là chẳng hạn như một gia đình đang gặp một sự cố buộc phải bán nhanh cái nhà để có nguồn tiền thì có thể người ta bán thấp hơn giá thị trường. Điều đó là thực tế có xảy ra." Ông Nguyễn Hoàng Vũ, trưởng Văn phòng Công chứng viên quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, nói: "Hiện tại cơ quan thuế chưa có khung giá rõ ràng nên có một số khó khăn. Đa số hồ sơ sẽ bị trả lại yêu cầu phải kê khai đúng giá. Còn đối với người dân, xưa nay kê khai bao nhiêu thì mọi người thoải mái kê khai, căn cứ theo giá của nhà nước mà kê khai. Bây giờ kê khai theo giá thực tế, đa số mọi người đều phản ứng hết. Để chống thất thu thuế thì phòng công chứng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp khi mua bán nhà đất, các bên thỏa thuận ghi giá bán trong hợp đồng công chứng thấp hơn giá trị thực tế xuống thấp nhiều lần để đôi bên cùng có lợi. Do đó, theo các chuyên gia, việc xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp với ngành thuế là cần thiết, các giao dịch cũng cần minh bạch thông qua các chứng từ. Đồng thời, cơ quan thuế cần thiết lập một bảng giá đất có hệ số điều chỉnh giá đất riêng để làm căn cứ áp dụng tính thuế. Tư tưởng an cư lạc nghiệp và số lượng rất lớn gia đình trẻ cần mua nhà là một trong những nguyên nhân quan trọng đẩy giá bất động sản lên cao. Cần phải hiểu rằng hiện nay bất động sản Việt Nam tăng giá là do văn hóa và thấp dân số vàng. Để hiểu hơn vấn đề này, Thiên Minh mời quý vị đến với một bài phân tích trên báo VN Express nhằm hiểu thời kỳ dân số vàng là gì và tác động của thế hệ Gen Z với việc mua nhà hiện nay ra sao. Bởi người Việt có tư tưởng an cư lạc nghiệp mà tháp dân số vàng năm xưa, đáy của nó giờ 25 đến 35 tuổi, rơi vào khoảng 20 đến 25% dân số. Tức là trong số 100 triệu dân sẽ có hơn 20 triệu người đến tuổi dựng vợ gả chồng, có nhu cầu an cư lạc nghiệp. Tức đâu đó cần nguồn cung 10 triệu căn nhà và căn hộ với cái văn hóa an cư này. Mà tháp vàng đáy to hơn nên cầu lớn hơn cung, nhà ba mẹ tam đại đồng đường không đủ chỗ. Điều này tạo ra cầu lớn hơn cung thì nhà đất có giá. Trong khi đó, suy nghĩ của thế hệ Gen Z sinh từ 1996 về sau, khác hẳn thế hệ 8X, đầu 9X là đề cao trải nghiệm hơn là nhu cầu sở hữu. Nếu như người tuổi băm để dành tiền mua nhà mua xe thì các đàn em lại để dành tiền đi du lịch vòng quanh thế giới, dẫn đến khác nhau về hành vi ở chục năm tới sẽ nhìn thấy rõ. Nhiều người mong chờ thị trường bất động sản sập hoặc đóng băng để giảm giá nhà. Tác giả bài viết lại nghĩ khác. Ví dụ, nếu lương 10 triệu nhân viên sẽ ăn được tô bún giò, tô bánh canh, còn lương không tăng thì họ sẽ nấu ăn ở nhà và bán bún giò thu nhập theo tốp, sẽ không còn đi làm nêu. Chị làm nêu nghèo sẽ không còn đi chợ mua thịt, anh bán thịt nghèo thì chẳng có tiền mua xe máy. Cứ như vậy nền kinh tế sẽ thụt lùi. Và khi bất động sản sập rồi thì sẽ không có giá rẻ cho các bạn mua nhé. Bất động sản sập thì đa số người dân khổ, kinh tế khó khăn, việc làm thiếu hụt.
Ví dụ dù bất động sản từ 2 tỷ sập về 1,5 tỷ đồng thì các bạn đang có 500 triệu lại phải vật lộn cơm áo gạo tiền vì việc tích hẳn. Liệu có còn dám xuống tiền mua đất? Còn nếu muốn phát triển bất động sản bền vững thì phải làm cho nó tạo ra được giá trị gia tăng. Ví dụ bất động sản cho thuê, nghỉ dưỡng, công nghiệp. Còn như một miếng đất chỉ mua đi bán lại thì sẽ không tạo ra giá trị gì cho xã hội. Việc này rất nguy hiểm. Một miếng đất sinh ra 1 tấn trái cây mỗi năm. Thay vì đầu tư kỹ thuật để tăng năng suất lên 2 tấn một năm thì lại phân lô bán nền, chỉ sản xuất ra 5 tạ một năm. Việc phân lô bán nền như đã nói không tạo ra giá trị thêm cho xã hội. Nhưng, nói chung tác giả bài viết cảm thấy đất trung tâm Sài Gòn, Hà Nội hay các trung tâm tỉnh lẻ rất là bởi cơ hội làm ăn, kinh doanh, công việc, phục vụ tầng lớp trung lưu trở lên đem lại địa tô đáng kể. Cái đáng phê phán nhất là vùng ven, phụ cận, thậm chí vùng quê, hạ tầng thì kém, cơ hội, lương thưởng cũng ít mà cũng bơm thổi giá. Cái này mới là cái gây bất ổn xã hội. Khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản, người mua và người bán sẽ phải nộp một số loại thuế phí khác nhau. Những loại thuế bắt buộc đối với người mua bất động sản. Ngay sau đây Thiên Minh sẽ tóm tắt sơ lược để quý vị hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của người mua bán bất động sản. Nếu bạn mua một căn hộ chung cư trên thị trường sơ cấp, đầu tiên bạn phải trả thuế giá trị gia tăng, VAT, là 10%. Thuế VAT hay giá trị gia tăng được nhân với giá mua. Cả người mua là công dân Việt Nam hay người nước ngoài đều phải trả thuế này. Người mua sẽ phải trả thuế tại thời điểm thực hiện giao dịch mua bất động sản. Tiếp đến là thuế trước bạ, lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ là 0,5% và nhân với giá trị bất động sản. Người mua chịu trách nhiệm trả thuế này. Thuế trước bạ tương tự lệ phí chứng từ được sử dụng ở các quốc gia khác. Khoản tiền này được thanh toán tại thời điểm thực hiện giao dịch mua bất động sản. Thứ ba là thuế thu nhập cho thuê. Nếu người mua cho người thuê lại căn hộ của mình thì bạn phải trả thuế VAT là 5% và thuế thu nhập cá nhân là 5%. Do đó, tổng tỷ lệ thuế phải đóng là 10% đối với thu nhập cho thuê của bạn. Trên thực tế, rất ít chủ sở hữu bất động sản nộp thuế này. Thứ tư là thuế đất. Thuế sử dụng cho đất phi nông nghiệp dao động từ 0,03% đến 0,15%. Để tính thuế, bạn sử dụng diện tích đất và giá quy định trên 1m². Ngoài thuế bất động sản, bạn cũng phải xem xét các khoản phí khác khi sở hữu bất động sản. Tùy thuộc vào nhu cầu của người mua, loại bất động sản và khu vực bất động sản tọa lạc mà mức độ chi phí khác liên quan cũng sẽ rất khác nhau. Có thể liệt kê một số loại chi phí như sau. Thứ nhất là phí luật sư. Đối với các giao dịch lớn hơn, đặc biệt là trong ngành bất động sản thương mại, bạn sẽ cần đến sự tư vấn của một luật sư trong quá trình sàng lọc và mua bất động sản. Một luật sư sẽ nắm rất rõ các quy định pháp luật liên quan đến bất động sản. Do đó, họ có thể tư vấn cho người mua một số mánh khóe để tối thiểu hóa những loại thuế mà người mua phải nộp. Phí luật sư tùy thuộc vào phạm vi của dự án. Thông thường chi phí này sẽ nằm trong khoảng từ 3.000 đô la Mỹ đến 6.000 đô la Mỹ tại Việt Nam. Thứ hai là phí quản lý. Người mua cũng sẽ phải trả phí bảo trì 2%. Phí được sử dụng cho các tòa nhà lớn hơn và các khu vực chung để duy trì các tiêu chuẩn chất lượng của sự phát triển. Tổng phí được tính bằng cách nhân diện tích căn hộ với một tỷ lệ cố định. Mức phí bảo trì thông thường dao động trong khoảng từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng mỗi tháng. Phí hoa hồng dành cho nhà môi giới, nếu có, giá trị hoa hồng thường trong khoảng 1-2% giá trị giao dịch. Ngoài ra, mức phần trăm có thể thay đổi tùy vào giao dịch, thống nhất giữa các bên. Nói tiếp là thông tin về thành phố Đồng Xoài. Tỉnh Bình Phước đã và đang nhanh chóng hòa mình vào nhịp sôi động của các đô thị lớn với diện mạo khang trang, hiện đại. Giác vóc của thành phố sẽ được khai mở với loạt hạ tầng khép kín, quy hoạch khu công nghiệp tập trung và sự xuất hiện của các đô thị bề thế mang tính biểu tượng. Là một thành phố trẻ được thành lập vào năm 2018, Đồng Xoài, Bình Phước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gần các đô thị lớn như Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, với vị trí chiến lược có tuyến quốc lộ 14 đi qua và là đầu tàu của tam giác Đồng Xoài, Chân Thành, Đồng Phú, nơi đây có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Thực tế, chưa đầy 5 năm kể từ ngày lên thành phố, Đồng Xoài đã có những bứt phá quan trọng trong nền kinh tế và hạ tầng đô thị. Đặc biệt, trên hành trình hướng tới đô thị loại 2 giây năm 2025, Đồng Xoài tập trung phát triển các công trình hạ tầng kết nối để thu hút FDI, quyết tâm đón thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng. Theo đó, Đồng Xoài hiện tập trung 4 khu công nghiệp quy mô lớn trên tổng số 11 khu công nghiệp đang hiện hữu tại Bình Phước. Hạ tầng giao thông cũng được địa phương chú trọng nhằm đẩy nhanh quá trình khép kín,
kết nối liên vùng thông qua loạt dự án nghìn tỷ. Tuyến đường sắt Dĩ An Hoa Lư với mức đầu tư dự kiến 25.000 tỷ đồng. Quốc lộ 14C kết nối Đắk Nông với Bình Phước qua Tây Ninh, Long An. Tổng mức đầu tư dự kiến 767 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoảng cách từ Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận ngày càng được rút ngắn với tuyến cao tốc Đồng Xoài thành phố Hồ Chí Minh, Chân Thành Đắk Nông. Tổng mức đầu tư dự kiến 5.700 tỷ đồng. Ở một điểm sáng khác cần nhắc tới trong bức tranh phát triển chung hiện nay đó là Yên Bái. Trong thời gian qua, du lịch Yên Bái với những bước tăng tốc đáng kể đã thuận đường mở lối cho thị trường bất động sản phát triển, trong đó đặc biệt phải kể đến mô hình đô thị thương mại du lịch. Thông qua hàng loạt chính sách phát triển du lịch và kích cầu kinh tế, bộ mặt đô thị Yên Bái đang thay ra đổi thịt từng ngày. Từ du lịch lòng hồ Thác Bà, ruộng bậc thang Mù Căng Chải, suối nước nóng Nậm Khắt, cánh đồng Mường Lò, tất cả đều được đầu tư phát triển theo hướng bền vững. Nổi bật trong số đó phải kể đến hồ Thác Bà sở hữu diện tích 19.000 ha với hơn 1.300 đảo lớn nhỏ được bao bọc bởi dãy núi hùng vĩ và nhiều hang động kỳ thú được ví như vịnh Hạ Long trên cạn. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà với tổng diện tích 53.000 ha nhằm phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, lịch sử, văn hóa đưa Yên Bái trở thành trung tâm du lịch mới của vùng Tây Bắc. Cùng với quá trình đầu tư vào ngành công nghiệp xanh, chính quyền địa phương đã biết tận dụng lợi thế về vị trí để từng bước phát triển toàn diện kinh tế vùng. Thông qua trục giao thông xương sống liên vùng là cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Yên Bái đã nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông xuyên vùng như trục đại lộ Âu Cơ kết nối quốc lộ 32C với trục cao tốc, hệ thống các cầu tuần quán Bách Lẫm - Cổ Phúc. Đây chính là tiền đề thuận lợi để Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư. Đã từng có giai đoạn tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư căn hộ cho thuê trở thành một ngành công nghiệp khi người có tiền cứ việc mua chung cư. Còn việc cho thuê lại luôn có một hệ thống môi giới chuyên nghiệp hỗ trợ. Nhiều người vẫn nói vui rằng chỉ cần có một, hai căn hộ để cho thuê thì những ngày tháng còn lại chẳng cần lo nghĩ. Thực tế, mô hình này từng được nhiều người áp dụng khi thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh bùng nổ giai đoạn 2015 đến 2018, được đánh giá là kênh đầu tư ăn chắc mặt bền, có thể thu về những khoản tiền đều đặn hàng tháng, hàng năm mà không mất quá nhiều công sức, chi phí, lại ít xảy ra rủi ro bởi nhu cầu về nhà ở luôn hiện hữu. Tuy nhiên, giá nhà tăng phi mã tỷ lệ nghịch với nhu cầu và giá thuê đi xuống nên việc mua căn hộ để cho thuê lại không còn hái ra tiền như trước. Hiện nay, đầu tư vào dòng sản phẩm căn hộ cao cấp có tỷ suất lợi nhuận cho thuê thấp nhất, chỉ khoảng 3,7% một năm. Với căn hộ trung cấp, con số này cao hơn nhưng không nhiều, khoảng 4,1% trên năm, còn căn hộ bình dân là 4,5-4,8% một năm. Giám đốc một sàn môi giới tại phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thông thường, khi xây dựng các chiến dịch quảng cáo hay kế hoạch bán hàng, các chủ đầu tư thường chia khách hàng thành 3 nhóm, một là mua để ở, số lượng khách hàng này luôn chiếm phần lớn, từ 50-60% trở lên, hai là mua để đầu tư cho thuê, thường chiếm từ 20-30%, ba là mua để lướt sóng kiếm lời ngắn hạn. Mặt khác, từ năm 2019 tới nay, nguồn cung nhà ở ra thị trường ngày càng khan hiếm, cộng với các loại chi phí đầu vào tăng cao đã đẩy giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh tăng phi mã, khiến xu hướng phói trào mua căn hộ cho thuê càng trở nên rõ nét. Ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc bất động sản.com.vn, khu vực phía Nam cho biết, có hai nguyên nhân chính tác động đến nhu cầu thuê căn hộ là giá bán sơ cấp chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao và sự biến mất của dòng sản phẩm nhà ở bình dân. Ông Tuấn phân tích chi phí bỏ ra để mua căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng lớn, trong khi giá thuê trong 3 năm gần đây gần như không tăng trưởng, thậm chí trong thời điểm điểm dịch bệnh, nhiều chủ nhà còn phải giảm 30-50% giá thuê để hỗ trợ khách thuê. Sự chênh lệch này khiến mô hình đầu tư căn hộ cho thuê mất dần sức hấp dẫn và kém thu hút nhà đầu tư. Chuyển sang một thông tin khác, theo nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội, đường vành đai 4 sẽ phấn đấu hoàn thành trước năm 2027, còn đường vành đai 5 sẽ chuẩn bị đầu tư, xây dựng trước năm 2030. Theo nghị quyết số 15 NQ-TVK, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, thủ đô Hà Nội sẽ là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Bên cạnh đó,
Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 đến 2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. GRDP giai đoạn 2026 đến 2030 tăng 8,0%, 8,5% trên năm. GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 đến 13.000 đô la Mỹ. Để đạt những mục tiêu trên, nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, Hà Nội cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, hoàn thành xây dựng các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường vành đai, hệ thống đường kết nối nội vùng và liên vùng theo quy hoạch, đồng bộ với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị, đầu tư xây dựng thêm các cầu qua sông Hồng, sông Đuống. Phấn đấu hoàn thành đường vành đai 4 trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư xây dựng đường vành đai 5 trước năm 2030, mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài, nghiên cứu, xây dựng thêm một sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển vùng thủ đô và khu vực phía Bắc, phát triển đô thị Hà Nội thông minh, hiện đại, có bản sắc, tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị phía Bắc và cả nước, nghị quyết nêu rõ. Đặc biệt, tập trung hình thành một số cực tăng trưởng mới, từng bước tạo ra chùm đô thị, các đô thị vệ tinh, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông, TOD, đi đôi với quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm. Phấn đấu đến năm 2025 có 3 đến 5 huyện và đến năm 2030 có thêm 1 đến 2 huyện phát triển thành quận. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, nhiều dự án thiếu hoặc chưa hoàn thiện thiết chế văn hóa khiến khu dân cư chưa có tên đường, vỉa hè. Ngay sau đây, Thiên Minh sẽ cùng quý vị tìm hiểu câu chuyện đang khiến nhiều người dân nơi này bức xúc vì nhà thì chưa số, đường phố thì nhếch nhác. Nhiều năm qua, người dân tổ dân phố số 9, khu đô thị Hòa Quý, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn nhiều lần phản ánh đến chủ đầu tư, các cấp chính quyền quận, thành phố Đà Nẵng về tình trạng khu đô thị thiếu các hạ tầng kỹ thuật. Đây là khu đô thị do Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí làm chủ đầu tư. Dự án triển khai từ năm 2015 đến nay có 200 ngôi nhà với khoảng 800 nhân khẩu sinh sống ổn định. Tuy nhiên, những cam kết ban đầu của chủ đầu tư về một khu đô thị hoàn chỉnh vẫn chưa được giải quyết. Các điểm đấu nối ra đường lớn Võ Chí Công, Minh Mạng nham nhở, chưa được hạm nhựa. Các điểm khớp nối này trụng thấp, cửa cống thoát nước nằm cao nên nước không thoát được, gây ngập úng. Các hộ dân càng bức xúc vì một số khu đất được quy hoạch là nơi công cộng bị chiếm dụng trở thành bãi tập kết vật liệu xây dựng, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và mỹ quan đô thị. Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí chi nhánh Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án đổ lỗi do dịch Covid-19 nên chưa thực hiện được lời hứa với bà con. Đơn vị tiếp tục hứa trước ngày 30 tháng 10 năm 2022 sẽ hoàn thiện các hạ tầng kỹ thuật ở khu đô thị Hòa Quý. Tại nhiều dự án, mặc dù tỷ lệ nhà cửa lấp đầy hơn 50%, nhưng đến nay các chủ đầu tư vẫn còn nợ nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Là một trong những dự án lớn vệt mở rộng về phía đông, khu số 4 mở rộng khu đô thị mới Nam Cầu Tuyên Sơn do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Nam Việt Á thực hiện từ năm 2010 nhưng vẫn chưa triển khai công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. 12 năm trôi qua, dự án này vẫn nợ dân một số hạng mục công cộng như đồ án đã công bố. Nhiều năm nay, người dân đề nghị hoàn thiện việc thảm nhựa hai lớp vì hiện mật độ lưu thông trong khu vực đã khá đông, nhưng chủ đầu tư dự án vẫn tiếp tục hứa. Trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn hiện có 9 dự án khu đô thị đang thực hiện. Trong đó, 2 dự án đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa được tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và 7 dự án đang triển khai thi công. Ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết, người dân phản ánh rất nhiều, vướng mắc là ở việc bàn giao từ chủ đầu tư dự án cho nhà nước quản lý, đặt tên đường đối với những vấn đề này. Quận cũng đã thường xuyên có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư triển khai hoàn thiện các hạ tầng kỹ thuật cũng như báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Xây dựng đề nghị bàn giao hạ tầng kỹ thuật để nhà nước quản lý. Cái này cũng là bất cập, hiện nay các dự án đều vướng việc bàn giao. Chuyển sang thông tin thị trường nước ngoài, nhà bán lẻ du lịch lớn nhất Hàn Quốc, Lotte Duty Free, đã sẵn sàng tiếp tục kế hoạch phát triển toàn cầu,
bắt đầu từ Sydney, Úc, nơi công ty mở cửa hàng đầu tiên tại thành phố này vào ngày thứ Năm ngày 5 tháng 5 năm 2022. Công ty cũng đang có kế hoạch mở một cửa hàng mới tại Đà Nẵng trong năm nay và dự kiến tổng doanh thu ở nước ngoài, ngoài Hàn Quốc, vào năm 2022 sẽ đạt gần 200 triệu đô la Mỹ. Có diện tích hơn 32.000 bộ vuông và trưng bày hàng trăm thương hiệu cao cấp, cửa hàng 3 tầng ở góc phố Pitt và phố Market ở trung tâm khu bán lẻ của Sydney đã được thiết kế để trở thành một điểm đến cho du khách. Lotte cho biết việc khai trương trung tâm thành phố đánh dấu sự khởi động lại hoạt động kinh doanh toàn cầu của chúng tôi cũng như sự gia nhập chính thức vào thị trường miễn thuế châu Đại Dương. Giám đốc điều hành Lotte Duty Free, Lee Gap, nhận xét việc mở cửa hàng ở Sydney phản ánh ý chí của chúng tôi trong việc tăng tốc mở rộng một lần nữa. Đây là cửa hàng đầu tiên của nhà bán lẻ được khai trương trong khoảng 2 năm, sau khi ra mắt cửa hàng nhượng quyền bán rượu và thuốc lá rộng 90.000 bộ vuông tại sân bay Changi, Singapore vào tháng 6 năm 2020. Lotte sẽ tận dụng tối đa việc mở cửa đường bay quốc tế trở lại thị trường Úc. Tại sân bay Sydney, nơi Hyman có cửa hàng nhượng quyền bán lẻ và nơi các thương hiệu cao cấp đã trụ vững trong thời kỳ khó khăn, lưu lượng khách quốc tế trong tháng 3 đạt 342.000, tăng 992% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, vào tháng 3 năm 2019, trước đại dịch Covid, lưu lượng khách quốc tế đạt 1,3 triệu hành khách. Nhà bán lẻ Hàn Quốc sẽ giới thiệu một số thương hiệu mới tham gia vào thị trường bán lẻ du lịch Úc, ví dụ như thương hiệu làm đẹp Pula và Decote thuộc sở hữu của Nhật Bản. Giá trung bình của mỹ phẩm sẽ được đặt thấp hơn 15% so với giá bán lẻ địa phương ở Úc để tạo động lực cho người mua sắm. Trong khi đó, tâm điểm đối với đồ uống có cồn sẽ là người Úc và New Zealand, những người có xu hướng mua sắm loại này vì giới hạn nhập khẩu hàng miễn thuế của rượu mạnh cao hơn ở nhiều quốc gia khác. Một nhân viên chuyên gia thử nếm và phục vụ rượu vang thường trú sẽ có mặt để giải đáp các thắc mắc về rượu vang hoặc để lấy mẫu, và sẽ có một quầy rượu whisky trưng bày 100 chai khác nhau. Ở những nơi khác ở châu Á, Lotte Duty Free có thời điểm đã đóng cửa tất cả 19 cửa hàng ở nước ngoài do Covid-19 vừa hoạt động trở lại ở khắp mọi nơi ngoại trừ cửa hàng tại sân bay Cam Ranh ở Nha Trang, Vân Nam. Cũng tại Việt Nam, công ty đang có kế hoạch mở một cửa hàng mới tại Đà Nẵng trong năm nay và dự kiến tổng doanh thu ở nước ngoài, ngoài Hàn Quốc, vào năm 2022 sẽ đạt gần 200 triệu đô la Mỹ. Với cửa hàng mới ở Sydney, Lotte sẽ vận hành 20 cửa hàng miễn thuế tại 7 thị trường, trong đó 4 tại Úc, 1 tại đảo Guam, 2 tại Nhật Bản, 8 tại Hàn Quốc, 1 tại New Zealand, 1 tại Singapore và Việt Nam có 3 cửa hàng. Thông tin về thị trường vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi những tin tức nóng bỏng cập nhật thị trường bất động sản của kênh Thiên Minh Holding. Chúc quý vị có buổi tối đầu tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.